tiếp bộ trưởng giáo dục new zealand chris hipkins chủ tịch quốc hội vương đình huệ nhấn mạnh trong tổng thể chung quan hệ hai nước hợp tác giáo dục đào tạo là một trong những lĩnh vực trọng yếu bộ trưởng giáo dục chris hipkins bày tỏ vui mừng khi đã có nhiều biên bản hợp tác được ký giữa trường đại học lớn của hai nước trong khuôn khổ chuyến thăm của chủ tịch quốc hội nhấn mạnh new zealand rất coi trọng hợp tác giáo dục với việt nam và hai nước còn nhiều dư địa để tăng cường hợp tác trong lĩnh vực này chủ tịch quốc hội nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác giáo dục đào tạo không chỉ có ý nghĩa trong lĩnh vực giáo dục mà còn tác động sâu rộng đến các lĩnh vực khác là sợi dây văn hóa và nhịp cầu hữu nghị kết nối hai nước bộ trưởng Chris Hipkins hy vọng trong thời gian tới số lượng học sinh sinh viên việt nam du học tại New Zealand sẽ gia tăng Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao các chương trình học bổng của New Zealand dành cho Việt Nam, góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao của Việt Nam. Trong thời gian tới, Chủ tịch Quốc hội đề nghị Bộ Giáo dục New Zealand ủng hộ tiếp tục duy trì và tăng số lượng học bổng hàng năm của chính phủ New Zealand dành cho du học sinh Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm của New Zealand trong cải cách giáo dục và tạo điều kiện để hai bên thực hiện các thỏa thuận hợp tác trong lĩnh vực giáo dục.